Nhà có người đau cổ vai gáy, đau cuộc sống, nhất định phải chữa bệnh bằng cách rẻ tiền mà hiệu quả này. Ngày nay, do sự phổ biến của các thiết bị điện tử thông minh, máy tính, điện thoại, ngày càng nhiều người bị ảnh hưởng và mắc phải các chứng bệnh nguy hiểm như thoái hóa đốt sống cổ, đau cổ vai gáy, đau lưng và các bệnh khác liên quan đến xương khớp. Điều đáng nói ở đây không phải chỉ là bệnh xương khớp, mà từ bệnh này có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng hơn như đau mỏi cơ bắp, thần kinh tắc nghẽn, khí huyết không lưu thông. Từ đó dẫn đến thiếu máu và oxy cung cấp lên não, kéo theo đau đầu, chóng mặt, thậm chí gây ra huyết áp cao, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Do vậy, việc đau cổ vai gáy không còn được coi là một bệnh nhẹ. Chúng cũng nguy hiểm không kém những căn bệnh quái ác khác. Do bệnh tật phát triển trong thời gian dài, nên chúng ta luôn có cơ hội để khắc phục, cải thiện tình trạng bệnh nếu muốn. Người xưa luôn cho rằng phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh. Cách phòng bệnh tốt nhất chính là dưỡng sinh. Cách dưỡng sinh tốt nhất chính là không để cho cơ thể bị bệnh. Khi có bệnh thì không để chúng tồn tại và phát triển. Bình thường, lúc bạn rảnh rỗi, có thể ngửa đầu ra sau, nhìn mặt lên trời, làm một số động tác xoay cổ. Việc này rất tốt cho những người có các bệnh liên quan đến vùng cổ. Nếu chúng ta chẳng may mắc bệnh thì phải điều trị kịp thời, như vậy sẽ trở nên đơn giản hơn. Sau đây là cách phòng và chữa các bệnh ở cổ vai gáy, sống lưng đang được rất nhiều người theo đuổi, áp dụng. Bạn có thể tham khảo. Phương pháp tập luyện. Đơn giản là bạn chỉ cần dùng một chiếc giường làm công cụ tập luyện, hay bất kỳ nơi nào bạn có thể nằm duỗi người và thả đầu xuống dưới. Cũng có thể thêm một sợi dây để cầm ở tay nếu bạn thích. Cách tập. Nằm ngửa trên giường, đẩy đầu và tay ra khỏi giường, đưa cánh tay ra phía sau. Sau đó, nâng vai rời khỏi giường, nâng vai theo sức của bạn có thể làm được, trong khi hạ đầu thấp xuống rồi lại nâng lên. Trong quá trình thực hiện động tác, bạn nên cố gắng kéo giãn cơ bắp vùng cổ. Cách làm này giúp các cơ bắp và dây thần kinh vùng cổ được khôi phục lại trạng thái và độ cong tự nhiên ban đầu. Từ đó, có thể xoa dịu sự đau đớn một cách hiệu quả hơn. Khi cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng, dùng lực tự nhiên của cơ thể để thả lỏng toàn bộ. Nếu vai gáy của bạn có vấn đề, thì vai và tay không thể thả xuống thoải mái ở phía trước. Trong trường hợp này, thì bạn nên luyện tập kiên trì hơn. Không chỉ tốt cho cổ vai gáy, mà còn có thể hỗ trợ điều trị chứng viêm vai, đau nhức, đau đầu và nhiều chứng bệnh khác rất hiệu quả. Thông thường, những người có bệnh, nếu tập đủ một vòng từ 3 đến 5 phút là có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Nếu kiên trì tập một thời gian thì bệnh sẽ dần dần hồi phục. Đây được xem là một trong những giải pháp chữa đau vai gáy tại nhà hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng. Những điều cần lưu ý. Khi mới bắt đầu tập, nên tập từ từ và nhẹ nhàng, đúng trình tự. Bắt đầu tập trong khoảng từ 3 đến 5 phút, sau đó có thể tập lâu hơn nếu cần. Đối với những người bị bệnh cao huyết áp hoặc tim mạch, thì khi mới tập, nên có một người ở bên cạnh để hỗ trợ và theo dõi khi cần thiết. Đa số, người sau khi tập xong bài này đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với khi chưa tập. Một số ít người cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, khó chịu. Đó là vì máu cung cấp lên tim và não không đủ, dạ dày đường ruột không được khỏe mạnh. Cách giải quyết là nên dừng bài tập này nếu thấy các biểu hiện trên, rồi khỏi giường, vỗ nhẹ vào các khớp khuỷu vai, bấm huyệt nội quan, huyệt túc tam lý. Chờ một lát thì tình trạng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Bài tập này rất tốt dành cho mọi người. Dù bạn đã bị bệnh hay chưa, đều nên tập để phòng tránh và giảm nhẹ tình trạng bệnh.